Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày làm việc cuối tuần, mưa dông có xu hướng xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to nên người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Cụ thể ở miền Bắc, một khối khí lạnh đầu mùa lại tăng cường xuống nước ta. Trong khi đó, các nhiễu động gió đông thì vẫn đưa ẩm từ biển vào đất liền khiến cho trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Lượng mưa lớn tập trung tại khu vực ven biển, đồng bằng Bắc Bộ. Do phân bố mưa khác nhau nên nhiệt độ ở miền Bắc thì cũng có sự khác biệt. Vùng đồng bằng ven biển thì mưa nhiều, nhiệt độ chỉ từ 30 đến 31 độ. Các tỉnh thành nằm sâu hơn trong đất liền, trưa và chiều thì vẫn sẽ có lúc trời có nắng nhẹ, nên nhiệt độ ngày cao hơn 31 đến 32 độ. Mưa tiếp tục tăng cả về diện và lượng ở các tỉnh thành phố miền Trung. Nguyên nhân là do tại đây có một tổ hợp của không khí lạnh, gió đông và cả giải hội tụ nhiệt đới đang tác động. Trong đó, khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị là vùng chịu tác động mạnh mẽ nhất của tổ hợp này. Vì thế đây là nơi có mưa nhiều hơn cả. Người dân đề phòng tố lốc trong cơn dông cũng như là nguy cơ sạt lở đất đá vùng đồi núi, ngập úng vùng trũng thấp ven sông. Giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh làm cho trường gió Tây Nam cũng mạnh lên. Lượng ẩm mà nó mang tới cho Tây Nguyên và Nam Bộ cũng nhiều hơn. Vì thế Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Thời gian mưa lượng khá vẫn tập trung trong khoảng chiều và tối. Trên biển, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông nên hầu khắp khu vực Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, nên mọi hoạt động hàng hải cần chú ý đề phòng nguy hiểm. Đến đây bản tin thời tiết sáng 23 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.